Hôm nay mình có một cái radio đặc biệt dành cho những bạn nào đang ở trong mối quan hệ Twin Flame. Mình sẽ không nói khái niệm Twin Flame là gì. Nếu bạn nào mà chưa biết Twin Flame là gì thì bạn cũng không nên biết vì nó không có lợi cho bạn. Còn bạn nào đã biết Twin Flame là gì thì mình mong sau khi mà bạn nghe xong radio này, bạn sẽ tìm được giải pháp làm sao để bạn không còn bị dính mắc và bạn tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. Trước khi giải thích về phần chính là nghiệp của mối quan hệ Twin Flame, mình muốn nói sơ một chút về mối quan hệ này có hiếm như là lời đồn hay không. Mối quan hệ Twin Flame là một hành trình giả kim tâm linh, hay nói theo Phật giáo, đây là hành trình giác ngộ. Quay lại với cách gọi giả kim tâm linh, thì giả kim tức là biến những kim loại rẻ tiền như sắt trở thành vàng. Cái này mình đã chia sẻ với các bạn ở trong radio về tình yêu đích thực, nên mình sẽ không nói nhiều lại ở đây nữa. Vàng, nó phải rất hiếm thì mới có giá trị, chứ nếu vàng mà đầy rẫy ra thì nó sẽ không còn có giá trị nữa. Cho nên mối quan hệ Twin Flame nó cũng giống như vậy. Nó biến đổi bạn từ một phiên bản thô mộc nhất với đầy rẫy những khiếm khuyết trở thành một phiên bản tốt nhất của chính bạn, xịn nhất và là phiên bản vượt trội về phần tâm linh. Cho nên mối quan hệ Twin Flame nó hiếm chứ nó không phổ biến đâu. Thường thì mình thấy có nhiều bạn nhận là bạn đang ở trong mối quan hệ Twin Flame, nhưng để xác nhận chắc chắn 100% rằng có đúng là bạn đang ở trong một mối quan hệ Twin Flame hay không, thì chỉ khi nào bạn trải qua hành trình đó đến 60-70% hành trình đó rồi, thì bạn mới có thể khẳng định một điều rằng đây có đúng là mối quan hệ Twin Flame hay không. Nhiều bạn ngộ nhận rằng những mối quan hệ on-off, chia tay quay lại nhiều lần, và những mối quan hệ khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, bị mắc kẹt và bạn vừa vào đó, bạn cho rằng là bạn đang ở trong mối quan hệ Twin Flame, thì mình nghĩ có nhiều khả năng bạn đang bị ngộ nhận. Ngộ nhận như thế nào thì từ từ mình sẽ giải đáp trong phần tiếp theo. Bây giờ mình sẽ lý giải về nghiệp của mối quan hệ Twin Flame. Mỗi người khi đi tái sinh trong kiếp sống hiện tại này thì chúng ta sẽ mang theo một khối lượng nghiệp nhất định. Cái đó người ta gọi là nghiệp khoán. Nghiệp khoán tức là phần nhân xấu mà do chính bạn đã gây ra trong những kiếp sống trước. Ví dụ trong tổng số những cái nhân xấu mà bạn đã gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp, thì trong kiếp sống này có 4 cái nhân xấu được chọn ra để bạn phải trả quả trong kiếp này. Chẳng hạn như là bạn phải trả quả xấu về đường con cái, bạn phải trả quả xấu về nghiệp hôn nhân, hay là công danh sự nghiệp, tiền tài, vân vân. Theo quy luật vận hành của vũ trụ thì tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều vận hành theo luật nhân quả, và những nghiệp xấu mà ngày hôm nay trong kiếp sống này bạn chịu thì đều là do bạn gây ra từ những kiếp trước. Bởi sự vô minh, mê muội, bạn không nhận được việc làm của bạn là đúng hay sai. Thì mối quan hệ Twin Flame chính là một món nợ nghiệp mà bạn phải trả trong kiếp này. Trong mối quan hệ Twin Flame thì bạn sẽ thấy rằng bạn, tức là cái người đang nghe radio này, thường là người dính mắc vào mối quan hệ này nhiều hơn, thì bạn chính là người mang nợ nhiều hơn. Và cái người Twin Flame kia thì họ là người ít bị dính mắc vào mối quan hệ này hơn, họ chính là người mang món nợ ít hơn. Đến đây bạn sẽ cảm thấy rất là bất công. Trong mối quan hệ này, bạn luôn là người chịu thiệt, bạn luôn là người đau khổ nhiều hơn, bạn luôn là người hy sinh, cho đi tình yêu nhiều hơn. Tại sao vậy? Thường thì nếu đúng là mối quan hệ Twin Flame thật sự, chứ không phải là bạn ngộ nhận, thì trong tiềm thức của bạn, ngay từ khi bạn còn rất trẻ, khi mà người Twin Flame còn chưa bước chân vào cuộc đời của bạn, thì bạn đã có sẵn ở trong tiềm thức của bạn rằng sau này bạn sẽ gặp một người khiến cho bạn rất yêu người đó. Bạn cũng có thể đoán trước được tên hoặc một số đặc điểm của họ. Mặc dù bạn không biết người đó là ai, nhưng mà trong tiềm thức của bạn thì nó sẽ có sẵn ý nghĩ này. Dù thanh xuân của bạn có trải qua nhiều mối quan hệ yêu đương lãng mạn với người nọ người kia, thậm chí là bạn từng kết hôn, thì bạn cũng không thật sự yêu ai. Chỉ khi người Twin Flame bước vào trong cuộc sống của bạn, họ chính là người cho bạn biết yêu đích thực là như thế nào. Tại sao lại có điều kỳ lạ này? Tất cả những hành động, cảm xúc, suy nghĩ, những trải nghiệm của mỗi chúng ta trong mỗi kiếp sống
thì nó không bao giờ bị mất đi trong vũ trụ này, mà đều được lưu lại trong một cái gọi là A Lại Gia Thức, theo nhà Phật, hay khoa học còn gọi là tàn thức. Trong nhiều kiếp sống về trước, bạn và người Twin Flame đã từng có mối liên hệ tình cảm với nhau, có thể là người yêu, có thể là vợ chồng trong nhiều đời, nhiều kiếp. Tất cả những trải nghiệm của bạn dành cho người này như là yêu ghét, thương hận, vui buồn, mong nhớ, hối hận, luyến tiếc, vân vân, thì trong mỗi kiếp sống trước đây đều lưu lại trong A Lại Gia Thức của bạn. Những cảm xúc yêu ghét, thương hận này là những hạt giống nghiệp. Chính nó khiến bạn đi tái sinh trong kiếp sống này, và khi đủ duyên, bạn sẽ gặp lại họ để trả món nợ nghiệp này. Chẳng hạn như bạn và người Twin Flame đã từng là một cặp vợ chồng hạnh phúc ở trong kiếp sống trước. Và khi người Twin Flame chết đi, bạn quá đau khổ mất mát. Cảm xúc đau khổ này sinh ra một cái tâm là tâm luyến ái, dính mắc. Bạn khởi lên lời thề hứa, mong muốn khao khát sẽ tìm gặp lại người này cho bằng được ở kiếp sống sau để tiếp tục được sống bên họ. Dù có phải trải qua bất kỳ đau khổ khó khăn nào, thì bạn vẫn muốn tìm gặp lại người mà bạn rất yêu thương này. Chính cái tâm tham đắm, nó là nguyên nhân dẫn bạn đi tái sinh trong kiếp sống này để tìm cho ra người chồng hay người vợ kiếp trước mà bạn đã từng rất yêu thương. Thì cái mấu chốt của vấn đề nó nằm ở điểm này. Theo quan điểm Phật giáo, người với người gặp nhau là để trả món nợ nghiệp nhân quả. Trả xong món nhân quả đó thì đường ai nấy đi, không còn yêu thương hay sân hận gì nữa. Nhưng trong trường hợp trả xong nhân quả cũ rồi mà bạn vẫn còn dính mắc trong tâm, tâm bạn quá yêu hay quá ghét, tức là bạn đang gieo thêm một cái nhân quả mới. Nó là sợi dây kiết sử, cuộc chặt bạn với người kia, khiến cho bạn phải đi tái sinh luân hồi đau khổ để trả quả trong kiếp sống này. Nếu bạn yêu thương một người nào đó, nhưng cái tâm của bạn không có sự dính mắc, không có sự luyến ái, không có sự tham đắm ở trong đó, tức là bạn yêu, nhưng mà khi họ rời đi khỏi cuộc sống của bạn, họ chết đi, thì bạn không quá mê đắm, luyến tiếc, bạn không có quá sầu thương bi ai, bạn không bám chấp vào họ, thì cái tâm của bạn nó vẫn giữ được sự thanh thản và bình yên. Chính sự thanh thản và bình yên này, nó không tạo ra một sợi dây ái kiết sử ràng buộc giữa bạn với họ, tức là bạn không tạo ra một cái nhân mới giữa bạn với họ. Và khi mà bạn ra đi với cái tâm thanh thản, thì bạn được giải thoát. Bạn đã trả xong món nợ với người này, bạn có thể tái sinh kiếp sống khác để bạn trả những nhân quả với những người khác. Lý do tại sao trong kiếp sống này, bạn là người đau khổ nhiều hơn trong mối quan hệ này là bởi vì bạn đang phải trả cái quả, mà cái nhân là do chính bạn gây ra bởi cái tâm tham đắm, cố chấp, bám dính ở kiếp sống trước. Chính cái tâm tham đắm dính mắc đó, nó là nguyên nhân khiến bạn đi sanh tử luân hồi, tái sinh vào kiếp sống này để bạn phải tìm gặp lại cho bằng được người chồng hay người vợ kiếp trước như bạn đã khao khát, và bạn phải trả cái món nợ nghiệp này với họ. Đây là sự lý giải theo thuyết thập nhị nhân duyên trong Phật giáo. Tới đây các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình yêu thương người này. Khi người này chết đi, mình luyến tiếc, thì đó là chuyện bình thường thôi. Tại sao mình phải trả một cái quả xấu? Tại sao đó lại là nguyên nhân gây ra một cái nghiệp xấu? Thì ở trong vũ trụ này, nếu bạn quá thù ghét, oán hận một ai đó hay một cái gì đó, thì bạn đang tạo ra một món nghiệp xấu. Nhưng nếu bạn quá yêu thương, quá dính mắc, bạn quá bám chấp vào một ai đó, một thứ gì đó, một món đồ vật hay là một nghề nghiệp, một công việc nào đó, thì bạn cũng đang tạo ra một cái nhân xấu. Chỉ khi nào mà bạn giữ được cái tâm bình thản, không yêu cũng không ghét, không thương cũng không hận, một cái tâm bình thản, an lạc, kiên định trong mọi hoàn cảnh, không thay đổi, không dao động, không dính mắc, thì đó mới chính là cái tâm giải thoát. Nó sẽ không tạo ra một nhân quả mới,
tức là nó không tạo ra một cái nghiệp mới. Cho nên cốt lõi của mối quan hệ twin flame này là bởi vì bạn đã tham đắm vô minh, bạn quá yêu thương, luyến ái trong kiếp sống trước. Và cho đến kiếp nào mà bạn rửa sạch được cái sự vô minh này thì bạn mới thoát khỏi mối quan hệ này. Còn người twin flame kia thì khi họ ra đi, họ không mang theo cái tâm dính mắc vào bạn. Có thể họ yêu thương bạn trong kiếp sống trước đó, nhưng mà họ không có quá si mê, họ không có quá mù quáng, không quá tham đắm, họ không mang cái tâm luyến tiếc quá lớn. Cho nên trong kiếp sống này họ trả món nợ nghiệp nhẹ hơn, là bởi vì cái nhân trong kiếp trước họ gây ra nhẹ hơn. Thường thì trong mối quan hệ twin flame, bạn là người có trực giác cao hơn, có tính tâm linh trội hơn. Khi mà bạn đi được một chặng đường đủ dài trong mối quan hệ này, bạn sẽ nhận ra một điều rằng lý do mà bạn đầu thai trong kiếp sống này là để bạn tìm cho ra cái người mà bạn rất yêu thương trong kiếp trước. Điều này khắc ghi trong tâm thức của bạn, và đây chính là món nợ nghiệp lớn nhất của bạn trong kiếp sống này. Còn người ta chết đi thì cái xác nó chỉ rã ra thôi, nhưng phần tâm thức theo cách gọi của nhà Phật, hay cách gọi khác nôm na dễ hiểu là linh hồn, thì cái phần đó nó không có mất đi. Cái phần tâm thức có chứa nghiệp, nó sẽ dẫn bạn đi tái sinh trong sanh tử luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Khi mà bạn gặp lại họ lần đầu tiên thì bạn chưa có nhận ra họ đâu. Bạn chỉ cảm giác là người này rất quen, dù đó là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau. Bạn có những cảm xúc kỳ lạ như là rất ưa thích, hoặc rất ghét, rất khó chịu ngay từ giây phút đầu tiên mà bạn nhìn thấy họ. Ở cái thời điểm mà lần đầu tiên bạn nhìn thấy họ, thì tính tâm linh và trực giác của bạn nó vẫn chưa được khai mở. Bản ngã của bạn vẫn còn dày đặc. Bạn sẽ không thể nào nhận ra đây chính là người vợ, người chồng nhưng mà bạn rất yêu thương trong kiếp trước. Trong cái hành trình twin flame dài đằng đẵng thì dần dần, theo năm tháng, cái phần bản ngã của bạn nó sẽ được phá vỡ từ từ. Trực giác và khả năng tâm linh của bạn mới bắt đầu phát triển. Đến một thời điểm nhất định nào đó thì bạn mới có thể nhớ lại ký ức tiền kiếp. Bạn nhận ra họ chính là người kiếp trước mà bạn đã rất yêu thương và bạn đi tái sinh trong kiếp này là với lý do chỉ để tìm gặp lại họ. Như lúc nãy mình giải thích, thì mỗi người khi đến với kiếp sống này, chúng ta đều mang theo một số lượng nghiệp quán riêng để ta giải quyết những cái món nghiệp quán đó dần dần, từ từ trong kiếp sống này. Với những người bình thường thì họ phải mất nhiều chục năm để mà giải quyết hết số lượng nghiệp quán đó. Thời gian trả hết nghiệp nó rất là lâu. Nhưng khi bạn ở trong mối quan hệ twin flame, thì bạn đặc biệt hơn những người khác ở chỗ là ngay từ giây phút họ bắt đầu bước vào cuộc sống của bạn, thì số lượng nghiệp quán của bạn sẽ được thúc đẩy để giải quyết nhanh hết mức có thể. Mình ví dụ nha, đối với một người bình thường, họ đem theo 4 món nợ nghiệp cần phải giải quyết trong kiếp sống này, và họ phải mất đến 30 năm thì họ mới giải quyết hết 4 món nợ đó. Nhưng nếu bạn ở trong mối quan hệ twin flame thì cũng với 4 món nợ nghiệp y chang đó, bạn chỉ mất 3-4 năm để giải quyết xong xuôi. Chính vì tốc độ giải quyết nghiệp được đẩy nhanh hết mức có thể, cho nên bạn sẽ thấy ngay từ thời điểm mà người twin flame bước vào cuộc sống của bạn bị đảo lộn hoàn toàn. Nó bị khuấy tung lên. Những cái tình huống được nhân duyên trong vũ trụ cố ý sắp đặt để khuấy tung nội tâm của bạn lên. Những cảm xúc, những tổn thương, những nỗi sợ, những cái nỗi bất an, cả cái phần bóng tối bên trong bạn bị khuấy tung lên và trồi lên hết trên bề mặt để bạn soi rõ từng ngóc ngách nội tâm của bạn. Điều này khiến cho bạn bị một cú sốc tinh thần khốc liệt nhất mà bạn chưa từng trải qua trong đời. Cái này giống như là bạn đang bị đổ nghiệp. Để ý kỹ thì bạn sẽ thấy kể từ khi họ bước vào cuộc sống của bạn, bạn phải trả thêm vài món nợ nghiệp cùng lúc.
Đa phần nếu bạn ở trong mối quan hệ Twin Flame, thì trước khi mà bạn gặp người Twin Flame, cuộc sống của bạn vốn phải trải qua nhiều mất mát, đau khổ, nhiều đau thương hơn so với cuộc sống của một người bình thường. Nhưng kể từ khi bạn gặp họ, bạn bỗng dưng gặp thêm một số rắc rối. Tức đây là lúc gộp nhiều món nợ để trả luôn một lần trong thời gian ngắn. Bây giờ mình sẽ giải thích tại sao mà bạn lại được sắp đặt để đẩy nhanh việc giải quyết nghiệp khoán của bạn. Tại sao vũ trụ không để cho bạn mất 20-30 năm như những người bình thường để giải quyết phần nghiệp, mà phải tăng tốc độ hết mức có thể để bạn giải quyết phần nghiệp khoán chỉ trong vòng 3-4 năm. Những bạn nào mà là Twin Flame thật sự, ngay từ khi bạn còn nhỏ, thì bạn đã luôn có một thôi thúc bên trong là bạn có khao khát được cống hiến, bạn muốn làm một điều gì đó cho cuộc đời thông qua những tài năng của bạn. Bạn có thể là người có con số master trong thần số học chẳng hạn. Nếu bạn không đẩy nhanh phần xử lý nghiệp khoán, bạn mất tới vài chục năm để bạn giác ngộ, thì cuộc đời của bạn còn lại bao nhiêu thời gian để bạn dùng những bài học và kiến thức bạn lĩnh hội được để bạn giúp đỡ mọi người. Lúc đó bạn đã quá già rồi thì làm sao mà bạn còn đủ sức khỏe, đủ thời gian để mà bạn thực hiện nhiệm vụ của bạn. Cho nên cái phần nghiệp khoán của bạn, nó được xử lý nhanh hết mức có thể để bạn từ một con người cũ kỹ, nhiều khiếm khuyết, bạn lột xác thành một con người tỉnh thức triệt để. Giống như là một con sâu mà nó trải qua hành trình đau đớn để lột xác trở thành một con bướm bướm, cất cánh bay lên làm đẹp cho đời. Cho nên vũ trụ đặt cách cho bạn để bạn giải quyết cái phần nghiệp khoán nhanh nhất có thể. Vậy thì đây là một may mắn của bạn hay là một bất hạnh? Bạn biết đó, cùng một cái số lượng nghiệp như nhau, nếu bạn dàn trải ra để bạn trả từ từ, trong vòng nhiều chục năm thì nó sẽ nhẹ nhàng thảnh thơi. Nhưng nếu cùng số lượng nghiệp đó mà bạn phải trả nó chỉ trong vòng 4-5 năm, thì bạn tự hiểu là nó sẽ nặng nề, mệt mỏi và áp lực như thế nào. Và chỉ có mối quan hệ Twin Flame mới đủ sức để thúc đẩy sự giác ngộ của bạn. Vì chỉ có họ là người tác động và kết nối mạnh mẽ về phần tâm linh nhất với bạn. Bạn và cha mẹ hay là con cái của bạn trong kiếp sống này thì có thể từng có duyên với nhau trong một vài kiếp sống trước. Nhưng bạn với người Twin Flame thì đã từng có duyên với nhau trong vài chục kiếp, hoặc có thể là nhiều hơn nữa. Cho nên chỉ có họ mới đủ sức tác động đến bạn mà thôi. Mối quan hệ Twin Flame thì nó đau đớn tột độ so với những mối quan hệ tình cảm bình thường khác. Họ và bạn sẽ không bao giờ lăng mạ xúc phạm bằng những từ ngữ thô tục và cũng không xâm phạm thân thể. Khi mâu thuẫn, bạn và họ chỉ nói với nhau vài câu hoặc là im lặng. Nhưng cái triệu chứng mà bạn gặp phải là choáng váng, say sẩm mặt mày, cảm giác như muốn ngất xỉu hoặc khiến cho bạn đổ bệnh vài ngày. Khi mà mối quan hệ Twin Flame nó bắt đầu kích hoạt những cái phần bóng tối, cái phần bản ngã, những tổn thương của đứa trẻ bên trong của bạn lên, thì bạn sẽ thấy rất rõ ràng những triệu chứng như bạn bị sốc, bạn cảm thấy sợ hãi tột độ khiến cho bạn muốn bỏ chạy khỏi họ. Bạn khóc rất nhiều ngày, có khi là khóc liên tục cả tháng trời mà không có lý do. Bạn chỉ cảm thấy bị kích hoạt những nỗi đau bên trong của bạn lên, khiến cho bạn khóc không ngừng cho chính bản thân bạn. Đầu óc của bạn có thể bị mịt mờ rối tung, như có lớp sương mù che phủ. Bạn đi ngoài đường mà bạn còn không biết là bạn đang đi đâu. Hoặc là bạn bị buồn nôn, chóng mặt. Những cảm xúc, những cái triệu chứng tâm lý bị khuếch tán lên đến cực đại. Tức đây là lúc mà cái phần nghiệp khoán của bạn đang được đẩy nhanh tiến độ xử lý hết mức có thể. Trong suốt quá trình mà bạn giải quyết nghiệp khoán, hay còn gọi là bạn đập vỡ cái bản ngã của bạn, thì từ từ bạn sẽ thấy rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra đối với bản thân bạn.
Hễ mà bạn đập tan bản ngã đến đâu, thì cái phần trực giác của bạn nó phát triển lên đến đấy. Có thể trước đây bạn là người thích tìm hiểu về tâm linh, bạn tò mò về những điều huyền bí. Nhưng trước khi mà bạn gặp người Twin Flame, thì bạn vẫn chưa khai thác được cái phần trực giác bên trong bạn. Bạn chưa kết nối được với trực giác của bạn đâu. Nhưng khi bạn trải qua mối quan hệ Twin Flame nhiều năm, từ từ bạn sẽ thấy bạn kết nối sâu sắc với nội tâm của bạn hơn. Bạn chạm vào được cái phần trực giác của bạn. Bạn sẽ có những giấc mơ rất kỳ lạ, như những giấc mơ về điềm báo tương lai hoặc những giấc mơ sống động một cách lạ thường. Đến mức độ mà bạn cảm giác như là bạn có tới hai cuộc sống, một cuộc sống thực ở 3D và một cuộc sống khác là trong giấc mơ của bạn. Bạn cũng có khả năng khai mở con mắt thứ ba. Bạn nhìn thấy, bạn biết được một số điều mà những người khác che giấu. Nó giúp cho bạn thoát khỏi một tình huống nguy hiểm cận kề nào đó. Bạn cũng có khả năng nghe được những âm thanh kỳ lạ. Hoặc là trong cùng một hoàn cảnh, bạn nghe được một âm thanh nào đó. Trong khi những người xung quanh thì họ không hề nghe thấy âm thanh đó. Bạn thường xuyên nghe thấy âm thanh chói ở tai. Bạn cũng hay thức dậy vào lúc 2, 3, 4 giờ sáng và cảm thấy ngứa tai cực kỳ. Thì đó là lúc bạn nhận những cái thông điệp giác ngộ để giúp cho bạn thức tỉnh về phần tâm linh. Sẽ có khoảng thời gian bạn cảm thấy bị đau nhức đầu hoặc là nhức cái vùng thái dương rất dữ dội và nó kéo dài trong nhiều tháng liền. Ví dụ cứ tầm 9 đến 10 giờ đêm thì bạn sẽ bị đau nhức thái dương dữ dội và những triệu chứng này kéo dài liên tục trong 3-4 tháng liền. Sau đó những cơn đau đột ngột biến mất và bạn trở lại bình thường. Khi đi khám bệnh thì bác sĩ cũng không tìm ra được lý do. Bạn cũng có những giấc mơ kỳ lạ, đặc biệt là về rắn. Đây là những triệu chứng của bạn khi thức tỉnh dòng năng lượng Kundalini. Chính dòng năng lượng này sẽ thúc đẩy sự sáng tạo của bạn. Bạn bỗng dưng phát triển tài năng trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật một cách rất thông suốt và trôi chảy. Tuy nhiên bạn đừng có tò mò mà tìm cách tự khai mở dòng năng lượng này. Bạn hãy để cho mọi thứ tùy duyên, tức là khi nào nó muốn khai mở thì nó tự khai mở, chứ bạn đừng có cố công. Những thứ này nó như con dao hai lưỡi, cực kỳ nguy hiểm. Nó chỉ phục vụ cho bạn, giúp ích cho bạn khi bạn không còn để cho bản ngã can thiệp. Còn nếu bạn để cho bản ngã của bạn chi phối, tức là cái sự ham muốn, khao khát khai mở chỉ để có những khả năng vượt trội hơn người, thì người chịu hậu quả chính là bạn. Khi bạn trải qua hành trình Twin Flame thì bạn sẽ thấy nó phát triển theo một cái hình xoắn ốc, càng ngày càng tiến sâu vào trong tâm. Đây là một hình ảnh mô phỏng rằng qua thời gian, qua năm tháng thì hành trình Twin Flame này sẽ đẩy cho bạn đi càng sâu vào trong nội tâm của bạn. Bạn sẽ hiểu chính bản thân bạn, bạn sẽ làm chủ được bản thân bạn. Đức Phật dạy rằng kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Khi mà bạn làm chủ được bản thân bạn rồi thì dĩ nhiên bạn có thể thành công trong những lĩnh vực khác. Tức đó là lúc bạn có khả năng tạo ra vàng, theo cách nói của Giả Kim Thuật. Mỗi sự kiện và cú hích xảy ra giữa bạn và người Twin Flame thì sẽ càng giúp cho bạn đi sâu vào hành trình phát triển tâm linh, đưa bạn đến với sự giác ngộ. Bạn sẽ dần dần giác ngộ từng chút một theo năm tháng. Hành trình này chính là hành trình giả kim tâm linh. Bạn không cần quan tâm về thuật giả kim có khả năng đem lại thuốc trường sinh gì gì đó hay là biến gì sắc thành vàng như là truyền thuyết người ta đồn đại. Bạn chỉ cần hiểu rằng đây là một hình ảnh ẩn dụ rằng bạn đang tự biến bạn từ một cục sắt trở thành một cục vàng. Bạn biến bạn từ phiên bản còn nhiều khiếm khuyết chưa tốt trở thành một phiên bản tốt nhất, xịn nhất của chính bạn. Hay bạn cũng chính là nhà giả kim. Bởi vì trong quá trình tôi luyện sắt thành vàng thì người luyện kim cũng tự thanh lọc bản ngã của chính họ. Thông thường thì quá trình giả kim sẽ trải qua 7 bước là vui hóa, giải thể, tách biệt, liên kết, lên men, chân cấp và đông tụ.
Bạn nào học chuyên hóa thì chắc là bạn sẽ rành về các bước này, chứ mình thì mình cũng không có yêu thích môn hóa cho lắm. Tuy nhiên, mình lưu ý ở đây một điều rằng, khi mà bạn tưởng chừng như bạn đã gần hoàn thành được cái hành trình Twin Flame này, bạn đã buông bỏ được người Twin Flame, bạn bắt đầu tìm thấy sự bình yên nội tâm bên trong. Bạn không còn bị dính mắc vào họ, bạn bắt đầu tận hưởng cuộc sống của riêng bạn. Thì mình nhắc trước với bạn là sẽ có những biến cố bước ngoặt ập đến với cuộc sống của bạn một lần nữa. Nếu bạn không biết điều này, thì bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ, bạn mất niềm tin, bạn sẽ đặt ra những câu hỏi là tại sao mà cuộc sống của mình nó không bao giờ yên ổn? Tại sao bạn đã trải qua tất cả những cái khó khăn? Đáng lẽ bây giờ bạn đáng được bình yên thì vũ trụ lại thảy cho bạn một đống rắc rối vào cuộc sống của bạn để làm cho cuộc sống của bạn rối tung lên một lần nữa. Thì trong 7 bước của thuật giả kim, cái bước thứ 6 đó chính là bước chân cấp. Đây là bước mà bạn phải thanh lọc thêm một lần nữa sau khi bạn đối mặt với hàng loạt khó khăn. Tức là muốn đến cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn đông tụ, thì nó phải trải qua cái bước chân cất, và bước chân cất này là cần thiết và bắt buộc phải có. Ở bước này, biến cố xảy ra đủ lớn để bạn phải cắt đứt hoàn toàn về danh tính của bạn. Bạn thực tập sống trong chánh niệm, tức là bước giác ngộ cuối cùng để về với vô ngã. Ở bước số 5 là lên men. Bạn trải qua một số rắc rối dai dẳng, khiến bạn trải qua giai đoạn suy sụp, như người ta hay gọi là đêm tối linh hồn. Sau cái giai đoạn thối rữa này, bạn dần biến đổi thành phiên bản con người mới, con người với sự bình yên, tự do, sẵn sàng buông bỏ, tận hưởng cuộc sống. Nhưng mà cái phiên bản đó, nó vẫn chưa phải là cái phiên bản giác ngộ hoàn toàn của bạn đâu, mà bạn phải chân cất thêm một lần nữa thông qua biến cố bước ngoặt. Để làm gì? Để bạn lọc ra cái phần tinh túy nhất, tức là bạn ở phiên bản xuất sắc nhất. Hành trình giả kim này, nó sẽ hành hạ bạn lên bờ xuống ruộng. Nó giả nát bạn ra thành từng mảnh vụn. Và nó thống khổ hơn rất rất nhiều lần so với bạn tưởng tượng. Nói chung, nếu đây là con đường vận mệnh của bạn trong kiếp sống này, thì cũng không có cách nào dừng nó lại được. Phần thưởng bạn đạt được sau khi hoàn thành cái hành trình này không phải là vật chất, danh tiếng, địa vị, tình cảm, vân vân, những cái thứ theo cái tiêu chí đánh giá của loài người, mà phần thưởng vĩ đại nhất là bạn đạt được cái sự giác ngộ, bạn chấm dứt khổ đau, cũng như bạn chấm dứt tái sinh trong vòng luân hồi luẩn quẩn của cõi ta bà. Phần giải đáp thứ hai, đó là những cái bài học gì mà bạn cần phải ngộ ra để hoàn thành hành trình Twin Flame này. Giống như vũ trụ đang ra đề thi cho bạn, mà cái đề thi dính tới Twin Flame là đề thi khó nhất trong những đề thi khó. Vậy thì bạn phải làm sao để vượt qua đề thi này? Cái thứ nhất đó là bài học về yêu bản thân vô điều kiện, sự phụ thuộc, lòng tự trọng và ranh giới. Đây là bài học đầu tiên mà bạn phải học để phá vỡ vòng lặp. Khi bạn tương tác với họ, bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu, bất mãn về cách cư xử của họ đối với bạn. Họ luôn có xu hướng dìm bạn xuống. Ví dụ như họ không công nhận khả năng của bạn. Họ không tin bạn có thể thành công. Họ khiến bạn cảm giác là bạn không đủ tốt, bạn không xứng đáng, không có giá trị. Mặc dù họ không cố ý làm tổn thương bạn, nhưng đây là cách sắp đặt tình huống của vũ trụ để bạn phải nhìn thẳng vào những vết thương thời thơ ấu. Có thể gia đình đã từng đối xử với bạn như vậy trong quá khứ. Bạn càng cố gắng làm mọi cách, nói mọi điều để thuyết phục, để chứng minh, để người Twin Flame phải công nhận giá trị của bạn, thì bạn chỉ đang đâm đầu vào ngõ cụt. Và mối quan hệ này càng khủng hoảng nghiêm trọng hơn. Việc bạn nên làm ở đây là tự cho bạn sự công nhận, yêu bản thân vô điều kiện để không cần bất kỳ ai thừa nhận giá trị của bạn. Bạn là người như thế nào, tốt xấu ra sao thì chỉ bản thân bạn là người hiểu rõ nhất. Người Twin Flame kia
họ biết về bạn được 10% hay chưa, mà họ cho rằng họ hiểu hết về con người bạn. Đừng để cho những suy đoán của họ làm lung lay sự tự tin của bạn. Vì vậy, trong mối quan hệ này, bạn phải đủ cứng, bạn phải đủ bản lĩnh để họ không thể công kích hay làm tổn hại đến lòng tự tôn của bạn. Bài học thứ hai, đó là cân bằng năng lượng nam tính và nữ tính bên trong bạn. Thường bạn sẽ là người mang nhiều năng lượng nữ tính, bạn sống thiên về cảm xúc, trực giác của bạn phát triển mạnh, bạn là người đại diện cho sự sáng tạo. Nhưng khi mà bạn quá thiên lệch về sự nữ tính, bạn thiếu đi phần năng lượng nam tính, tức là bạn thiếu đi phần lý trí, thì cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ ổn. Nó sẽ không ổn trong cả mối quan hệ twin flame, và nó cũng không ổn trong tất cả những khía cạnh khác của cuộc sống của bạn. Bài học thứ ba, đó là bạn hiểu được về chân lý vô thường, khổ, vô ngã. Bởi những kiếp sống trước, bạn không hiểu ra được vô thường là một lẽ hiển nhiên của quy luật vũ trụ. Duyên sanh, ắt duyên diệt, không có cái gì là tồn tại mãi mãi. Trong kiếp sống trước, bạn đã quá chấp vào cái mãi mãi. Bạn không chấp nhận sự chia lìa giữa bạn và người twin flame, nên bạn mới sinh ra cái tâm dính mắc vào họ. Nhận ra bản chất của vô thường là khổ, nên không có cái gì trên đời này là của bạn, không có cái gì gọi là chồng của bạn, vợ của bạn, hay là người thương của bạn cả. Buông bỏ tâm tham sân si cũng chính là bạn đang tiến về với vô ngã. Một khi mà bạn chấp nhận mọi sự như nó là, như nó đã là, đang là và sẽ là, bạn chấp nhận mọi sự sắp đặt của nhân duyên trong vũ trụ này mà bạn không có sự phản kháng, chống đối, bất mãn. Bạn chấp nhận để cho mọi thứ diễn ra theo đúng thời điểm của nó. Khi nào duyên muốn sanh, khi nào duyên muốn diệt là tùy nó. Bạn chỉ chấp nhận, tức là bản ngã của bạn chịu sự đầu hàng, quy phục, thì bạn đã tiến về với vô ngã. Tiếp theo là phía người twin flame kia, họ sẽ học những bài học gì? Đa phần thì người twin flame kia, họ thường có vấn đề về niềm tin. Người này cũng có vấn đề về sự cam kết. Họ rất khó để cam kết với ai trên giấy tờ pháp luật. Đó là món nợ nghiệp của họ. Thì với những vấn đề đó, họ sẽ phải tự đúc kết những bài học cho bản thân. Nếu không, họ sẽ lặp lại vòng lặp luẩn quẩn không lối thoát. Không chỉ trong kiếp sống này, mà còn trong những kiếp sống về sau. Bạn sẽ thấy một cặp twin flame luôn tồn tại hai mặt tính cách rất đối lập nhau, thể hiện rất rõ tính nhị nguyên mà không có bất kỳ mối quan hệ nào khác có điều này. Hai bạn giống như là nước và lửa, mặt trăng và mặt trời, đen và trắng, âm và dương, một người quá nam tính và một người quá nữ tính. Ví dụ, bạn rất cảm xúc, bạn để cho trái tim làm chủ, bạn đặt tình yêu thương lên hàng đầu trong các mối quan hệ. Bạn nhạy cảm, bạn mang tâm hồn nghệ sĩ, tự do, bay bổng, lãng mạn, bạn phiêu theo cảm xúc, bạn sống rất là bản năng, hoang dại, bạn không quan tâm ai nghĩ gì về mình. Bạn đại diện cho sự sáng tạo. Thì ngược lại, người twin flame, họ đại diện cho phần lý trí, thực tế, logic. Họ dùng bộ não để xử lý vấn đề. Họ rất sĩ diện, coi trọng việc người khác đánh giá như thế nào về họ. Nên họ luôn có xu hướng thực dụng, vật chất, chọn những ai hoặc những thứ gì tô điểm cho danh dự của họ. Công việc của họ thiên về con số, lập trình, quy tắc. Và họ thích kiểm soát mọi thứ phải nằm trong vùng an toàn. Họ không chấp nhận rủi ro. Đây chính là lý do khiến bạn và người twin flame luôn bất đồng. Như lửa luôn xung khắc với nước, có ban ngày thì không có ban đêm, có mặt trăng thì không có mặt trời. Hai bạn cũng đối nghịch với nhau như vậy. Người twin flame không hiểu được cách suy nghĩ, cách hành xử của bạn. Họ cho rằng bạn quá cảm tính, quá điên rồ. Còn bạn, khi mà bạn tương tác với họ, bạn cảm giác như đụng trúng,
một cái tảng đá cứng nhắc, vô cảm. Bạn cứ hình dung giống như là có hai người cùng nhìn một con số từ hai phía đối diện nhau. Người thì cho rằng đó là số 6, còn cái người ở hướng ngược lại thì cho rằng đó là số 9 mới đúng. Vậy đó là số 6 hay là số 9? Ai mới là người đúng, ai mới là người sai? Mình phân tích điều này để bạn thấy rằng tìm được sự dung hòa trong mối quan hệ twin flame là cực kỳ khó. Chỉ khi cả hai chịu buông bỏ bản ngã cố chấp, ngừng việc áp đặt kỳ vọng người kia phải nhìn sự việc theo góc độ của mình, thì may ra mối quan hệ mới được tháo gỡ. Về phía họ thì họ có nhận ra được nút thắt này hay không, đó là chuyện của họ. Về phía bạn, mình chỉ khuyên là bạn nên ngừng việc tranh cãi, nói dông dài với họ, dù họ có cố tình chọc ghẹo hay khơi ra những cái lý lẽ để chọc chích bạn, thì bạn cũng nên phớt lờ, bạn coi như là không nghe, không thấy, không chấp. Nếu mà bạn dùng pháp quán âm thanh, bạn coi cái lời nói của họ cũng chỉ là âm thanh như những âm thanh khác mà thôi, bạn không có chú ý vào phần ý nghĩa của âm thanh đó. Thì cho dù họ có chọc ghẹo bạn như thế nào, thì bạn cũng không có nổi sân, tự khắc bạn sẽ hóa giải được sân si trong lòng bạn mà thôi. Chung quy, họ cũng như bạn đều phải học cách thuần phục bản ngã để tiến về vô ngã. Nếu họ không vượt qua được những cái bài học này thì họ sẽ không có sự tiến hóa về tâm linh, và họ sẽ bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn, không chỉ ở trong kiếp sống này mà còn trong những kiếp sống kế tiếp của họ. Nói chung đó là vấn đề của họ, và bạn cũng không cần phải quan tâm quá nhiều về những chuyện không liên quan đến bạn. Bạn chỉ cần tập trung vào bài học của bạn mà thôi. Một thắc mắc nữa đó là bạn có nên giúp họ chữa lành hay không? Thì cả hai bạn đều được vũ trụ dàn dựng các cái tình huống để cả hai vô tình giúp nhau trên hành trình chữa lành. Tuy nhiên nếu hỏi là bạn có nên tự ý giúp họ chữa lành hay không, thì câu trả lời là không. Bạn hãy lo phần của bạn đi. Bạn càng dài tay muốn chữa lành cho họ, thì người bị tổn thương chỉ luôn là chính bạn. Mối quan hệ này được ví giống như là bạn đang nhìn vào chiếc gương soi. Tức là khi bạn tương tác với họ, thì bạn sẽ thấy hình ảnh phản chiếu nội tâm của bạn. Họ sẽ kích hoạt tất cả những nỗi sợ, những vết thương, những nỗi đau, những cái phần bóng tối bên trong bạn mà bạn không thể tự nhìn ra. Ngược lại, khi họ tương tác với bạn, bạn cũng sẽ phanh phui ra những vết thương sâu kín nhất mà họ không dám đối diện. Hai bạn đóng vai trò là cái gương soi của nhau. Bạn ghét họ hay là họ ghét bạn đều là vì một nguyên nhân. Cả hai bạn kích hoạt quá chính xác những nỗi đau sâu kín của nhau lên. Điều đó khiến cả hai phải trải qua những cảm xúc rất khó chịu, rất nhức nhối dữ dội, nên cả hai có xu hướng muốn chạy trốn khỏi nhau. Chính vì bạn khiến cho vết thương của họ bị phanh phui, nên họ mới có cơ hội nhìn vào đó một cách sâu sắc kỹ lưỡng, từ đó họ mới bắt đầu chữa lành. Nhiều bạn thắc mắc là liệu có nên kể cho người twin flame về mối quan hệ đặc biệt giữa hai bạn hay không? Theo mình, bạn muốn nói thì bạn cứ nói thôi, nhưng mà họ có tin hay không thì đó là chuyện của họ. Như mình đã nói, người twin flame sống thiên về lý trí, logic. Thực tế, họ chỉ tin vào những thứ mắt thấy, tai nghe, sờ chạm được mà thôi. Khi mà mọi thứ chưa đúng thời điểm, thì cho dù bạn có nói thế nào, họ cũng vẫn không tin. Nhiều khi họ còn cho rằng bạn là thần kinh có vấn đề, cho nên người tổn thương chỉ là bạn mà thôi. Còn một khi mà họ đã cân bằng được năng lượng nam tính và nữ tính bên trong họ, họ khai mở được trực giác, khi đủ duyên thì vũ trụ sẽ cho họ biết những điều họ nên biết. Bạn cứ tưởng tượng giống như là có hai người đang yêu thương nhau sâu đậm, bỗng dưng một người bị tai nạn và mất trí nhớ hoàn toàn. Người còn lại dù có cố giải thích như thế nào, dù có cố thuyết phục như thế nào, dù có yêu thương như thế nào, thì cái người mất trí kia họ vẫn không nhớ ra là không nhớ ra. Họ thậm chí còn muốn né tránh bạn. Thì cái mối quan hệ twin flame này nó cũng y chang như vậy. Vậy làm sao để phục hồi lại trí nhớ cho người bạn yêu, hay bạn ngồi đó chờ cho đến khi nào? Câu hỏi đó đâu có ai giải đáp được.
Nếu trong đời thực tình huống này xảy ra với bạn thì bạn phải làm gì? Có phải là sau khi bạn khóc lóc đau khổ thì bạn sẽ chấp nhận sự thật trớ trêu này và bạn buông bỏ, bạn quay lại tập trung vào cuộc sống của bạn đúng không? Cho nên lời khuyên của mình là tốt nhất bạn hãy ngừng việc phí phạm thời gian, năng lượng của bạn để mà chữa lành cho họ, để mà quan tâm tới họ. Thì bạn hãy dành tất cả năng lượng, công sức, thời gian đó bạn đầu tư cho cuộc sống của chính bạn. Bạn hãy sống hạnh phúc nhất có thể, vui vẻ nhất có thể và tận hưởng những mối quan hệ khác. Đó mới là điều khôn ngoan nhất bạn nên làm. Về kết thúc của mối quan hệ Twin Flame này thì có nhiều khái niệm khác nhau, có rất nhiều thông tin khác nhau, mỗi người nói mỗi kiểu. Có người thì định nghĩa rằng Twin Flame là mối quan hệ gặp nhau chỉ để kích hoạt những cái khối nghiệp cần giải quyết và rồi hai người sẽ tách nhau ra cả đời không gặp lại. Mỗi người tự xử lý khối nghiệp riêng. Có người thì nói rằng mất vài năm thì mới đoàn tụ. Có người nói là mất vài chục năm, rồi cũng có người nói là cả đời hai bạn cũng không đến được với nhau. Vậy thì ai đúng, ai sai? Theo mình thì ai cũng đúng. Nhưng đó là đúng với trải nghiệm cá nhân của họ, đúng với họ nhưng chưa chắc đã đúng với bạn, nên bạn đừng có lấy cái kết của họ mà áp vào câu chuyện của bạn. Nói chung mỗi người sẽ có một cái kết khác nhau, cũng như mỗi người sẽ có những cái diễn biến trên hành trình Twin Flame khác nhau, mặc dù hành trình nào nó cũng sẽ trải qua những cái giai đoạn na ná nhau, kiểu như bộ xương thì giống nhau. Nhưng cái phần thịt đắp vô thì mỗi người sẽ mỗi khác. Không ai có câu trả lời chính xác cho cái kết mối quan hệ của bạn, trừ vũ trụ. Bạn cũng không nên dán nhãn, không nên tìm hiểu quá nhiều những thông tin không cần thiết về mối quan hệ này. Bạn càng đọc nhiều, càng biết nhiều về mối quan hệ này, thì bạn càng bị dính mắc vào nó. Sự phụ thuộc bắt đầu từ đó mà lớn dần lên, bạn sẽ càng thấy mệt mỏi. Đừng tự gắn nhãn cho mối quan hệ. Cho nên ngay từ đầu, mình khuyên là những bạn nào chưa biết Twin Flame là gì, thì tốt nhất bạn không nên nghe radio này là vì vậy. Mà đa phần bạn nào vào nghe radio này thì bạn cũng đã lỡ biết về khái niệm Twin Flame rồi. Một cái mối quan hệ nó gọi tên là gì, nó không quan trọng bằng việc bạn cảm nhận như thế nào khi bạn ở trong mối quan hệ đó. Bạn có thấy bình yên hay không? Bạn có cảm thấy thoải mái hay không? Mình không nói là vui sướng, bởi vì vui sướng nó không phải là trạng thái tinh thần cao nhất của con người, mà trạng thái tinh thần cao nhất của con người là sự bình an. Khi một mối quan hệ mà nó không đem đến cho bạn sự bình yên, nó luôn khiến cho bạn có một cái gì đó lăn tăn khó chịu. Đôi khi bạn có cảm giác bị mắc kẹt trong mối quan hệ đó, bạn cảm thấy không được tôn trọng, bạn cảm thấy bị xâm phạm các ranh giới cá nhân. Thì một mối quan hệ như vậy, nó không nên tồn tại trong cuộc sống của bạn. Bây giờ đến phần quan trọng nhất là bạn nên làm những gì để nhanh chóng giải quyết món nợ nghiệp với họ. Hay nói đơn giản là làm sao để mà bạn nhanh chóng buông bỏ được họ. Sợi dây kết nối giữa bạn với họ rất mạnh. Bạn và họ sẽ không thể nào buông bỏ hoàn toàn 100% về mặt tâm linh. Sẽ có những lúc bạn vẫn cảm nhận được năng lượng của họ. Nhưng mà bây giờ, bạn đã biết cách khống chế những cảm xúc của bạn về họ. Bạn dùng lý trí để can thiệp vào. Tức là bạn hiểu cơ chế vận hành của tâm và bạn làm chủ được tâm. Cho nên mức độ ảnh hưởng tác động của họ đến bạn bị yếu đi. Để mà nhanh chóng giải quyết món nợ nghiệp với họ. Nhanh ở đây là tính bằng năm. Ví dụ bạn mất 1-2 năm để bạn buông bỏ họ. Chứ mối quan hệ này nó không thể nào mà bạn buông bỏ họ trong vòng vài tháng hay là vài tuần đâu. Và khi mà bạn quyết định bạn buông bỏ họ thì sẽ luôn có những tình huống lôi kéo bạn phải liên lạc lại với họ. Sẽ luôn có những tình huống do nghiệp dẫn dụ, kể cả những rắc rối xảy ra trong cuộc sống của bạn để khiến cho bạn phải liên lạc lại với họ vì một lý do nào đó. Tuy nhiên khi mà cái tâm buông bỏ của bạn nó càng mạnh
Tức là bạn đã càng nhất quyết buông bỏ được họ, thì cho dù bạn có liên lạc với họ đi chăng nữa, bạn cũng không còn dính mắc vào họ. Cho dù họ có cố tình mời gọi rủ rê hay là chọc ghẹo gì bạn, thì bạn cũng không quan tâm. Bạn coi họ giống như là người dưng vậy đó. Thì những phương pháp mà giúp cho bạn nhanh chóng giải quyết món nợ với họ theo kinh nghiệm cá nhân của mình, thì mình theo đạo Phật nên mình dùng Phật pháp để xử lý mối quan hệ này. Bạn tưởng tượng cái tâm của bạn là một cái gương đóng đầy bụi bẩn. Mỗi ngày bạn đều lấy khăn ra lau, mỗi ngày bạn lau một chút, thì từ từ qua nhiều năm tháng, đến một ngày nào đó, cái gương nó sẽ sáng trở lại. Thì việc mà bạn nghe những bài giảng Phật pháp nó cũng giống như là cái hành động mà bạn lau cái gương bám đầy bụi mờ. Thêm một điều nữa là mình cực kỳ khuyến khích bạn tìm hiểu về bộ A Tỳ Đàm của Phật giáo. Mình sẽ để đường dẫn link về những bài giảng A Tỳ Đàm ở dưới phần bình luận. Bạn nào quan tâm thì bạn có thể tìm hiểu. Đây là bộ kinh của Đức Phật, có những cái kiến thức chuyên sâu, lý giải rất rõ ràng về thuyết nhân duyên, về ngũ uẩn, về tâm, về sự vận hành của tâm, vân vân. Từ đó nó giúp cho bạn làm chủ được tâm. Khi bạn làm chủ được tâm của bạn rồi, thì bạn mới đối trị được với mối quan hệ twin flame mệt mỏi và dai dẳng này. Chứ nếu không thì bạn sẽ bị mắc kẹt hoài với nó. Một cách khác là thiền, thì bạn sẽ tẩy rửa bớt tham sân si, giảm bớt sự dính mắc bám chấp của bạn vào các đối tượng bên ngoài, trong đó có cả người twin flame. Bạn sẽ nhận ra một điều rằng kiếp sống con người có vài chục năm, nó quá ngắn ngủi, quá bé nhỏ, nó không đáng gì so với dòng chảy luân hồi bất tận của vũ trụ, cả tỷ tỷ kiếp sống. Mà một khi nó đã quá ngắn ngủi, quá bé nhỏ, thì bạn có còn ham muốn là bạn được ở bên người twin flame này thêm vài chục năm nữa, rồi hai bạn cũng phải chết đi, rồi cũng phải đau khổ chia lìa trong nước mắt. Nhiều người nhầm lẫn rằng đoàn tụ, đến được với nhau nghĩa là sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Nhưng mà người ta quên đi hai chữ vô thường. Trên đời này không có gì là mãi mãi, dù đó có là tình yêu mãnh liệt đến mức nào đi chăng nữa, thì rồi cũng phải chia ly mà thôi. Cho nên chữ đoàn tụ nó không có ý nghĩa gì hết trong cõi ta bà này. Nhờ sự giác ngộ này mà bạn buông bỏ được họ. Khi bạn buông bỏ được họ thì bạn sẽ thấy cuộc đời của bạn nó khá dần lên. Ví dụ, tài chính của bạn có sự cải thiện, tinh thần của bạn phấn chấn hơn, bạn yêu bản thân nhiều hơn, bạn trở lại hào hứng với các cái môn thể thao mà trước đây bạn từng tham gia, rồi các mối quan hệ của bạn mở rộng và thú vị hơn. Chất lượng cuộc sống của bạn được cải thiện là do phần nghiệp khoáng mà bạn phải xử lý đã được giải quyết một phần đáng kể. Nhẹ nhịp hơn thì tự khắc cuộc sống của bạn cũng sẽ dễ chịu, cân bằng hơn. Một lý do nữa là khi mà bạn buông bỏ mối quan hệ twin flame, tức là bạn đã rời khỏi vùng năng lượng thấp do người twin flame mang lại, thì dĩ nhiên kéo theo cuộc sống của bạn cũng sẽ nhẹ nhõm, phấn chấn hơn. Trong khi bạn sẵn sàng buông bỏ bản ngã để tiến đến cái mức rung động cao của tình yêu vô điều kiện, thì người twin flame thường ít chịu cởi mở thay đổi. Họ luôn chọn bám víu vào bản ngã. Danh dự, sĩ diện là những điều cực kỳ quan trọng với họ. Đặc biệt là họ bị lây nhiễm cách hành xử dựa trên bản ngã từ những mối quan hệ tình cảm khác của họ, như ghen tuông, đòi hỏi, áp đặt, nghi ngờ, sân hận, giận dữ, kiểm soát, vân vân. Chính vì thế mà năng lượng của họ ở mức rung động thấp. Bạn còn tương tác qua lại với họ thì tự khắc vùng năng lượng của bạn cũng bị ô nhiễm theo. Sự thịnh vượng tài chính, các mối quan hệ chất lượng cao chỉ đến khi bạn chịu nâng mình lên mức rung động cao. Tức là bạn phải tránh xa người twin flame nếu như họ vẫn chưa chữa lành xong. Mối quan hệ twin flame là một trong những mối quan hệ đau đớn, vất vả nhất mà bạn trải nghiệm. Khi tồi tệ lên đến cao trào, nó giống như là bạn đang ở trong địa ngục.
nhưng cũng nhờ cái mối quan hệ này mà bạn biết thiên đường là gì. Trong mối quan hệ này, bạn sẽ trải nghiệm sự giằng xé mãnh liệt giữa hai thái cực, yêu và ghét. Bạn càng yêu người đó bao nhiêu, thì bạn sẽ càng ghét người đó bấy nhiêu. Mà thật ra, cái sự yêu và ghét này, nó chính là hình ảnh phản chiếu của bạn về bản thân bạn. Bạn ghét người Twin Flame có nghĩa là bạn đang ghét bản thân bạn, còn bạn đang mê đắm người Twin Flame cũng có nghĩa là bạn đang tự luyến những giá trị không thực. Bạn đang thổi phồng về giá trị bản thân bạn. Đến một ngày khi mà bản ngã của bạn rã dần ra, bạn mất đi sự yêu và ghét, bạn không còn say mê họ, mà bạn cũng không còn sân hận với họ. Bạn ở trạng thái quân bình, cân bằng đối với họ, tức là bạn đã làm hòa được với chính bản thân bạn. Thì lúc này bạn sẽ tìm thấy sự bình yên bên trong nội tâm. Trạng thái bình yên nội tâm, đó mới là trạng thái an lạc, giác ngộ và giải thoát. Mối quan hệ Twin Flame khác với những mối quan hệ nghiệp quả khác, đó là những mối quan hệ nghiệp quả khác thì dù bạn có cảm giác bị mê đắm, bạn bị hút vào, nhưng nó sẽ giam hãm bạn, cản trở bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn. Cho nên bạn sẽ không học được bất kỳ một bài học nào để mà bạn tiến hóa phát. Cách tương tác của mối quan hệ nghiệp quả thì nó hoàn toàn dựa trên bản ngã. Đó là cách hành xử mang năng lượng thấp. Còn mối quan hệ Twin Flame là mối quan hệ mà thông qua đó bạn giải phóng những nghiệp xấu, bạn phát triển trở thành phiên bản tốt hơn, xịn hơn và đặc biệt là cả hai bạn được tự do trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Mối quan hệ Twin Flame khuyến khích bạn sống theo đúng là con người thật sự của bạn. Cũng như cả hai bạn sẽ không dùng bất kỳ chiêu trò thủ đoạn nào để níu giữ người kia. Nếu người Twin Flame muốn được tự do, bạn sẽ cho họ sự tự do. Tình yêu cao thượng của mối quan hệ Twin Flame là vậy đó. Còn những mối quan hệ nghiệp quả khác thì luôn có điều kiện đi kèm. Sẽ có lúc bạn cảm thấy như là bạn muốn nổ tung, bạn muốn phát điên lên, bạn uất hận không thể nào tả xiết, vì bạn cảm giác như là bạn bị một bàn tay vô hình của vũ trụ cột chặt bạn vào trong mối quan hệ này. Bạn vùng vẫy mọi cách, bạn vẫn không thể nào chạy thoát khỏi mối quan hệ này. Mối quan hệ này nó đau đớn quá. Mà bạn thì bạn muốn sống hạnh phúc vui vẻ, chứ bạn đâu có muốn dính vào những cái tình huống rắc rối như vậy, đúng không? Họ sẽ ám ảnh tâm trí của bạn nhiều năm tháng liền. Và cái này nó xảy ra ở cấp độ tiềm thức. Cho dù bạn và họ không có liên lạc với nhau ở thể vật lý, thì hai bạn vẫn luôn liên lạc với nhau ở cấp độ tâm linh. Ví dụ như là họ lẻo đẻo trong mọi giấc mơ của bạn, mặc dù ban ngày có thể bạn chẳng nghĩ ngợi gì tới họ, nhưng tối nào bạn cũng mơ thấy họ. Hoặc là vũ trụ cho bạn biết về cuộc sống hiện tại của họ thông qua những giấc mơ của bạn. Chẳng hạn bạn mơ thấy họ quay lại bên người cũ. Mặc dù sáng ngủ dậy bạn cũng không thể hiểu nổi là tại sao mình lại có thể mơ một giấc mơ không liên quan gì tới mình như vậy. Bạn cũng cảm nhận được năng lượng của họ mỗi khi họ nhớ nghĩ đến bạn. Hoặc bạn nhận thấy họ đang ở bên bạn khi luôn xa tim của bạn ấm lên một cách kỳ lạ. Và cả những cái dấu hiệu xung quanh cuộc sống của bạn nó cũng luôn nhắc cho bạn nhớ về họ. Dĩ nhiên là với một người mà bạn đang cố muốn quên họ đi, bạn muốn bấn họ khỏi cuộc sống của bạn, nhưng mà cái phần tiềm thức của bạn nó vẫn cột chặt bạn vào với họ, thì có phải là bạn cảm thấy rất là bức bối hay không? Vậy mục đích của những điều này là gì? Đó là chủ ý của vũ trụ muốn để cho bạn phải trải nghiệm tình yêu đến tận cùng. Đó là tình yêu thương vô điều kiện, chứ vũ trụ không muốn bạn bỏ cuộc nửa chừng. Con đường tiến đến tình yêu thương vô điều kiện là con đường về với vô ngã, là con đường giả kim tâm linh cho chính bạn. Hành trình này nó giống như là bạn bị vũ trụ bắt lại và khóa chặt trên một cái ghế của một cái tàu lượn siêu tốc, và sau đó vũ trụ nhấn nút một cái, và thế là bạn chỉ còn một cách là bạn phải ngồi im chịu trận,
Bạn phải chịu đựng cái chuyến tàu lượn siêu tốc cảm xúc đó mà bạn không có cách nào thoát ra được hết, bởi vì bạn đã bị vũ trụ khóa chặt bạn vào cái ghế. Bạn muốn nhảy ra ngoài cũng đâu có được khi mà trải qua tất cả những sự việc này. Thì bạn giống như là một con sâu mà hóa bướm vậy đó. Bạn trở thành một con bướm đẹp đẽ, cất cánh bay lên không trung và làm đẹp cho đời. Thì đến lúc đó bạn sẽ quay đầu lại mà cảm ơn người Twin Flame, và bạn cảm ơn cả sự sắp đặt của vũ trụ cho con đường vận mệnh của bạn. Cho nên mối quan hệ Twin Flame này, cho dù ở cấp độ vật lý thì nó diễn ra giữa hai người, nhưng mà thực chất nó là mối quan hệ chỉ có một mình bạn mà thôi. Đây là mối quan hệ giữa bạn với chính bản thân bạn, chứ không hề có tình yêu lãng mạn nên thơ nào ở đây. Đó là cái cách mà vũ trụ phá vỡ bản ngã của bạn. Bởi vì bản ngã thì nó luôn muốn mật ngọt, chứ bản ngã đâu có muốn những thứ đau thương khốc liệt. Nói về tình yêu vô điều kiện trong mối quan hệ Twin Flame thì mình khẳng định là tình yêu vô điều kiện là nền tảng của mối quan hệ này. Bạn sẽ không được trải nghiệm tình yêu vô điều kiện trong bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào khác. Và cũng rất hiếm người có được may mắn trải nghiệm dạng tình yêu cao cấp này. Đi kèm với trải nghiệm về yêu người khác vô điều kiện thì bạn cũng sẽ học cái bài học về yêu bản thân vô điều kiện. Yêu bản thân vô điều kiện là như thế nào? Đơn giản thôi là bạn sẽ không lãng phí thời gian năng lượng của mình để chờ đợi bất kỳ ai. Cho nên người ta mới hay nói là chân tình, chân ái, chân thành, cái nào cũng có chân để đi, chứ không có cái nào ngồi hoài một chỗ mà chờ đợi là vậy đó. Khi mà bạn sống trong sự tỉnh thức thì bạn sẽ hiểu ra rằng cuộc sống này chính là sự tận hưởng mỗi giây phút hiện tại. Cuộc sống hiện tại của bạn đang có những niềm vui nào thì bạn cứ tận hưởng nó đi. Thay vì bạn chờ người Twin Flame kia thay đổi, chờ họ nhớ ra bạn là ai, mà thật ra là cũng có thể cả đời này họ cũng không nhớ ra bạn là ai đâu. Vậy thì bạn hãy cứ vui vẻ, ở bên ai mà bạn thấy vui thì bạn cứ tận hưởng thôi, gia đình, bạn bè, những người yêu mến bạn. Khi mà bạn chữa lành được trong tâm hồn, thì bạn có khả năng sống như một đứa bé. Đứa bé có quan tâm chờ đợi tương lai gì không? Nó chỉ biết giây phút hiện tại mà thôi. Bạn cũng sẽ nhận ra một điều rằng khi mà bạn tìm lại được tình yêu đích thực với bản thân bạn, bạn trở thành cái nguồn phát ra yêu thương, thì bạn có thể yêu thương tất cả. Bạn sẽ không chỉ yêu thương mỗi người Twin Flame đâu, mà bạn có thể yêu thương bất kỳ ai khác xứng đáng với bạn. Có thể kết nối Twin Flame là kết nối mạnh mẽ nhất, sâu sắc nhất, mang tính tâm linh huyền bí và kỳ lạ nhất mà bạn trải qua, là thứ không đụng hàng, có một không hai. Nhưng mà bạn vẫn có thể yêu thương một người khác bằng sự bao dung, nhân ái, tự do. Cái điều quan trọng trong một mối quan hệ đó là chỉ cần bên nhau cảm thấy vui vẻ, thoải mái là đủ, cùng nhau tận hưởng giây phút hiện tại thôi. Vậy thì bạn bên ai mà chẳng được, miễn là người đó xứng đáng. Hà cớ gì bạn phải cho rằng chỉ khi bạn ở bên người Twin Flame thì bạn mới hạnh phúc, vui vẻ. Đó là một sai lầm. Bạn ở tần số nào thì bạn sẽ thu hút được người có cùng tần số với bạn. Khi bạn là nguồn phát ra tình yêu thì bạn cũng sẽ gặp được một người tương xứng. Vậy thì bạn muốn bước về phía trước để gặp gỡ những người khác tuyệt vời hơn, hay là bạn muốn tốn thời gian cho một người không sẵn lòng với bạn? Bạn sẽ không có kết nối linh hồn với bất kỳ ai như với người Twin Flame. Đó là điều chắc chắn 100%. Nhưng cái điều này nó cũng không phải là cái gì quá quan trọng. Tình yêu đôi lứa đối với bạn bây giờ, có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao. Nó giống như là một món trang sức. Nếu có cái món trang sức đó thì sẽ khiến cho bạn đẹp hơn. Nhưng nếu không có món trang sức đó thì bạn vẫn đẹp như thường, bởi vì bạn có tình yêu với chính bản thân bạn. Lúc này bạn đã cân bằng được phần năng lượng nam tính và năng lượng nữ tính bên trong bạn. Bạn yêu thương nhưng bạn có lý trí. Bạn cho đi, nhưng bạn chỉ cho những ai sẵn sàng đón nhận. Bạn hy sinh, nhưng bạn chỉ hy sinh cho người xứng đáng. Bạn biết bạn nên dành thời gian, năng lượng quý giá của bạn cho ai xứng đáng với bạn mà thôi. Và đặc biệt là trong tâm hồn bạn, nó không có sự thù hận, ghét bỏ, sân si gì với người Twin Flame nữa. Họ có nói gì, làm gì thì bạn cũng mặc kệ, đâu có liên quan tới bạn. Bạn ở trạng thái rất là cân bằng, một cái tâm thái bình lặng, buông bỏ, không còn dính mắc.
Đây chính là giây phút mà bạn giác ngộ, bạn rửa sạch tham sân si với họ, tức là bạn đã trả được món nợ nghiệp với họ. Cái nhân xấu tạo thành quả xấu mà bạn đã gây ra kiếp trước để kiếp này bạn phải gánh chịu, đến giờ phút này đã kết thúc. Trong nhà Phật có một câu chuyện rất hay, đó là câu chuyện con nhện ở miếu Quan Âm. Mình xin dành tặng các bạn bài học được đúc kết từ câu chuyện này. Thứ quý giá nhất trên đời này không phải là thứ không có được hoặc là thứ đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Chúc các bạn tìm lại được sự bình an trong tâm hồn.